Cô Thao xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, đến với hoạt động ngày hôm nay, cô đi cùng với những người bạn rất là đáng yêu đấy. Chúng mình có muốn biết đó là những người bạn nào không? À, đây chính là những người bạn đã đi cùng với cô đấy. Đó chính là bạn rối thỏ, bạn rối ếch, bạn rối lợn và bạn rối vui vẻ. Các bạn được làm từ những nguyên vật liệu rất là gần gũi với chúng mình, đó chính là những chiếc cốc giấy và những chiếc ống hút. Các bạn còn rất là đặc biệt đấy. Chúng mình cùng quan sát nhé. Các bạn đang vẫy tay chào chúng mình này. Chúng mình thấy các bạn có đáng yêu, có ngộ nghĩnh không? Vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình thực hiện làm một bạn rối từ những chiếc cốc giấy và những chiếc ống hút nhé. Để làm được một bạn rối, bố mẹ và các bé cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau. Đầu tiên, đó chính là những chiếc cốc giấy xinh xắn. Chúng mình có thể lựa chọn những chiếc cốc giấy với nhiều màu sắc để bạn rối của mình thêm sinh động nhé. Tiếp theo, đó chính là những chiếc ống hút. Những tấm giấy thủ công với nhiều màu sắc. Một cuộn bằng dính hai mặt. Một hộp hút màu. Những chiếc vòng thun xinh xắn. Và cuối cùng, đó chính là một cây kéo đấy. Bây giờ chúng mình cùng cô thực hiện làm bạn rối nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy một tấm giấy với màu sắc mà chúng ta yêu thích, rồi sử dụng bút màu đen để vẽ hình mà chúng ta muốn làm rối. Cô sẽ làm một bạn rối thỏ màu trắng nên cô sẽ sử dụng một tấm giấy màu trắng. Chúng mình cũng có thể vẽ những hình mà chúng mình yêu thích nhé. Sau khi vẽ xong, để bạn thỏ được đẹp hơn, cô sẽ dùng bút màu để trang trí cho bạn thỏ đấy. Chúng mình nhẹ nhàng di màu thật là đều, thật là đẹp để bạn thỏ của chúng mình xinh hơn nhé. Tiếp theo, chúng ta vẽ hai bàn tay của bạn thỏ. Chúng mình vẽ thật đều để bàn tay thật đẹp. Như vậy là cô đã vừa vẽ xong hình thù của bạn rối rồi. Bây giờ cô sử dụng kéo cắt rời hình mà cô vừa vẽ ra. Chúng mình chú ý khi sử dụng kéo để cắt, chúng mình hãy cắt thật cẩn thận và khéo léo để không bị cắt vào tay nhé. Nếu bạn nào không cắt được, chúng mình cũng có thể nhờ bố mẹ cắt đỡ chúng mình. Vậy là cô đã cắt xong phần hình mà cô vừa vẽ rồi. Bây giờ cô dùng một vật nhọn làm thủng một lỗ ở dưới đáy và hai lỗ ở phần trên của miệng cốc. Ở đây cô đã sử dụng một cây đinh. Chúng mình cũng có thể sử dụng một vật khác nhé. Nếu không làm được, chúng mình nhờ bố mẹ làm đỡ nhé. Bây giờ chúng ta lấy ba ống hút, cố định chúng bằng băng dính hai mặt. Để cho ống hút được chặt hơn, cô sử dụng một sợi dây thun buộc chặt đầu của ba ống hút vào. Tiếp theo cô sẽ bóc phần băng dính và gắn hình bạn thỏ vào. Sau đó cô cắt hai phần của ống hút để làm tay, rồi xuyên ống hút dài nhất vào lỗ ở dưới đáy và hai ống hút ngắn hơn ở hai lỗ trên phía gần miệng cốc. Sau đó cô sử dụng băng dính hai mặt để gắn tay của bạn thỏ vào ống hút. Sau khi gắn băng dính xong, chúng mình hãy nhẹ nhàng và khéo léo để gắn tay của bạn thỏ vào nhé. Như vậy là cô đã hoàn thành được một bạn rối thỏ rồi. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng mình thực hiện làm một bạn rối rất là ngộ nghĩnh và đơn giản phải không nào? Cô xin chúc tất cả các bạn ở nhà làm được thật nhiều bạn rối với nhiều hình thù khác nhau để bổ sung cho góc đồ chơi.
của mình ở nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.